cách sử dụng mặt nạ cấp ẩm hiệu quả. Nếu không nên đắp mặt nạ quá lâu, rất nhiều bạn nhầm lẫn rằng đắp càng lâu dưỡng chất càng thấm vào da nhiều hơn. Tuy nhiên khi bạn để mặt nạ quá lâu trên da quá thời gian cần thiết, da không những không được bổ sung dưỡng chất nhiều hơn mà ngược lại bị hụt ẩm ngược khiến cho da bị khô và mất đi độ ẩm tự nhiên. Thời gian bạn khi dùng mặt nạ dậy là 15-20 phút, tương tự với mặt nạ cấp ẩm, việc lưu lại mặt nạ trên da quá lâu có thể khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn do bề mặt da bị quá lâu, da không đẹp mà lại còn tệ hơn mong muốn. Cần lưu ý là không được ngủ hoặc ngủ quên cùng mặt nạ trừ khi chúng là mặt nạ ngủ nhé. Khác với mặt nạ thường, mặt nạ ngủ được thiết kế cho dưỡng chất thấm từ vào da và chúng có thể thay thế kem dưỡng ẩm mà không cần rửa lại. Làm gì trước và sau khi đắp mặt nạ? Tẩy trang, rửa rồi mặt và tông nờ để cân bằng cho da là ba bước không thể thiếu dù bạn có đắp mặt nạ hay không. Nếu bạn mà thuộc tiếp da dầu mụn, hãy xông hơi trước để lỗ chân lông được thông thoáng, tấn chất được đi vào dễ dàng hơn. Và lưu ý là xông 3-5 phút và 1-2 lần tông thôi nhé. Ngoài ra tẩy tế bào chết trước khi đắp mặt nạ cũng là rất tốt vì da sẽ sản sinh tế bào chết theo chu kỳ 28 ngày và chu kỳ này sẽ càng hư nhân khi da lão hóa. Sau khi đắp mặt nạ, đặc biệt là với mặt nạ giấy, đừng lau lớp SND sau khi đắp mặt nạ mà hãy vỗ và massage nhẹ nhàng để chống thấm hoàn toàn vào sâu trong da, sau đó khóa ẩm bằng một lớp kem dưỡng cùng với kem mắt. Một số nguyên tắc cần ghi nhớ khi dùng mặt nạ chỉ có vậy thôi. Mình tin chỉ cần bạn áp dụng điều đặn và kiên trì chắc chắn sẽ bất ngờ về kết quả mà chúng mang lại.